tụi tôi là 7-Up. À, bây giờ mình có khoảng 30 phút để thổi bay cái chỗ này đấy. Ok, khoan. Chưa. Bớt khói xíu. Lần này mình làm cái gì đó khác một chút nha. Mấy bạn biết Circle Pit là gì không? Không biết hả? Circle Pit là một cái vòng tròn ở giữa, right? Ở giữa mình có cái hàng, cho nên hôm nay tôi muốn thấy hai cái Circle Pit, một cái bên đây, rồi tụi tôi sẽ không bắt đầu chơi cho tới khi nó đủ bự. Ok? Ai đó bắt đầu chạy vòng vòng đi. Chạy, chạy, chạy. Đó, đó, đó. Ủa? Đứng yên hả? Đúng rồi, đó. Bên đây mở nè, bên đây mở nè. Đúng rồi. Mấy bạn chỉ cần chạy theo người đằng sau mình thôi. Bên đây có sẵn cái lỗ nè. Ok, có vẻ như mình hơi đông ha. Shit. Shit it boy. Bài đầu tiên tên là không mày không?